Chào tất cả các bạn, như tất cả chúng ta đều đã biết, sang năm Marc Marquez sẽ đua cho Gresini Racing. Nhưng mà câu hỏi tiếp theo chúng ta cần đặt ra đó là Marc Marquez sẽ chạy phiên bản nào của chiếc Ducati Desmo Sedici GP? Có phải là phiên bản 2023 hay là phiên bản 2024? Và trong video ngày hôm nay mình sẽ mang đến câu trả lời cho các bạn. Trong một cuộc phỏng vấn thì giám đốc của Ducati Coach Gigi Dalina đã tiết lộ rằng sang năm Marc Marquez sẽ chạy chiếc Desmo Sedici GP 2023 mà Johann Zarco đã để lại. Sang năm thì Johann Zarco sẽ chuyển sang LCR Honda. Do đó là chiếc xe của Johann Zarco sẽ chuyển về cho đội Gresini Racing và Marc Marquez sẽ là người chạy chiếc xe đó. Theo lời của Gigi Dalina là như thế này. Các bạn để mình tạm dịch cho các bạn nghe ha. Trên chiếc xe của Pecco Bagnaia và Jorge Martin và Enea Bastianini á, chúng tôi đưa lên một số cải tiến, một số cải cách, tiếng Anh là evolutions. Nhưng mà những cải cách này, những cải tiến này, những nâng cấp này á, đã cho chúng tôi, đã mang đến cho chúng tôi một vài vấn đề về khía cạnh là độ bền và hiệu năng. Do đó chúng tôi không tin rằng những nâng cấp này sẽ dễ dàng sử dụng hoặc là dễ dàng được sử dụng ở một đội vệ tinh như là Gresini Racing hoặc là một đội độc lập đó các bạn, hoặc là independent team hoặc là private teams. Do đó chúng tôi lựa chọn là không trang bị những món đồ ăn chơi này, tạm dịch là như vậy ha, trên những chiếc xe của các đội vệ tinh. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ cho những tay đua chạy chiếc xe của Ducati. Và dù thế nào đi nữa thì tôi luôn lắng nghe tất cả các tay đua theo cùng một cách. Và tôi không bao giờ lắng nghe chỉ một tay đua. Đó là những gì mà Gigi Dalina nói. Rồi, như vậy là từ những lời của Gigi Dalina thì chúng ta cũng biết được rằng là sang năm Marc Marquez sẽ chạy chiếc Desmo Sedici GP 23 mà Johann Zarco đã để lại. Hiện tại á, chỉ có là Francesco Bagnaia này, Jorge Martin, Enea Bastianini là nhận được những đồ chơi nâng cấp, những cải tiến, những cải cách gì đó mới nhất trên chiếc Desmo GP. Còn Johann Zarco, vai trò của cậu ấy trong những mùa giải vừa qua ở Ducati chủ yếu là test đồ chơi cho Ducati, và khi mà test ok rồi thì những đồ chơi đó được chuyển lên những chiếc xe của Bagnaia, của Bastianini và của Jorge Martin. Còn về cấu hình thực sự của chiếc GP 23 mà Johann Zarco chạy á, thì mình cũng không rõ là nó tiệm cận bao nhiêu so với chiếc Desmo GP của Bastianini, của Bagnaia, của Martin, tức là những chiếc Desmo GP nhà máy đó các bạn. Do đó là Marc Marquez sẽ nhận lại chiếc xe của Johann Zarco. Mình thấy là chuyện chạy chiếc xe nào ở Ducati cũng không quá quan trọng với Marc Marquez. Và chuyện mà chạy chiếc Desmo GP 23 nó còn có lợi nữa các bạn. Nó còn có lợi nữa. Đầu tiên á, là Marc Marquez sẽ không có tham gia test những đồ chơi mới với các tay đua nhà máy hoặc là các tay đua quan trọng khác. Tại vì Gresini chỉ là một đội đua tư nhân thôi, private team thôi, chứ không phải là factory team. Cho nên là Marc Marquez không cần phải tham gia vào những ngày test đồ chơi mới. Và những đồ chơi mới thì các bạn cũng biết rồi, hên xui. Tốt á, thì đem lên xài, mà không tốt á, thì bỏ. Và gần như người ta tính được rằng á, là những đồ chơi trên những chiếc xe MotoGP á, thường thì các tay đua sẽ chọn ra khoảng 1, 2 món, 3 món trong suốt mùa giải, trong hàng chục, hàng trăm những món đồ mà họ test ở trên xe. Do đó là nếu mà tham gia vào những buổi test như thế này, thứ nhất là tốn thời gian, tốn sức lực, lỡ mà chạy té rồi bị chấn thương rồi làm sao. Và thứ hai là duy trì được cảm giác lái của chiếc xe. Chuyện mà duy trì cảm giác lái của chiếc xe nó lại kéo đến lợi thế thứ hai cho Marc Marquez. Đó là Marc Marquez sẽ tập trung tinh chỉnh setup của chiếc GP 23 cho phù hợp với cách chạy của mình, chứ không cần phải chạy theo những thứ xa hoa phù phiếm về đồ chơi như là những tay đua factory hoặc là những tay đua quan trọng khác của Ducati.
Marc Marquez chỉ cần tập trung set up chiếc xe sao cho hợp lý nhất và từ đó là chiến đấu mà thôi. Ví dụ cho chuyện này là các bạn thấy là Enea Bastianini mùa giải 2022 đó các bạn, chạy chiếc GP21 đó, đâu có test đồ chơi, đâu có làm bất cứ một cái chuyện gì gọi là phát triển chiếc xe đâu. Lên xe là chạy thôi, tức là cảm giác giữa người và xe nó hợp nhất. Và đó là điều quan trọng nhất trong đua xe, khi mà chiếc xe nó làm được những gì mà tay này yêu cầu hoặc là không làm được những gì mà tay này yêu cầu á, thì lúc đó chúng ta biết giới hạn của nhau và chúng ta có thể push lẫn nhau, chúng ta có thể thúc đẩy lẫn nhau, cả người cả xe thúc đẩy lẫn nhau để mà giành chiến thắng. Còn nếu mà chúng ta cứ test suốt ngày, test cái này test cái kia, thử cái này thử cái kia, thì lúc đó chúng ta kiểu như là hoang mang của Hồ Quỳnh Hương đó các bạn, chúng ta lạc lối trong mê cung, không biết là đường nào mà ra cả. Do đó Marquez sẽ có hai lợi điểm mà mình nghĩ là chỉ cần chạy chiếc GP23 là đủ rồi. Đó là không cần phải tham gia thử đồ chơi, và thứ hai có thời gian để tập trung tinh chỉnh chiếc xe của mình sao cho phù hợp nhất. Chiếc GP23 các bạn cũng thấy đây là chiếc xe đã giành chức vô địch mùa giải năm nay. Một câu hỏi mà hồi nãy mình có nói á, là mình không biết là chiếc xe của Zarco bằng bao nhiêu phần trăm so với chiếc xe của các tay đua Factory hay là của Jorge Martin, nhưng mình nghĩ thì nó cũng là 1.9, 1.10 hoặc là 1.8.5, 1.10 thôi. Dù sao đi nữa thì nền tảng, cái base của chiếc Desmo GP á, nó đã rất là tốt rồi. Chỉ cần Marquez tinh chỉnh nó, điều chỉnh nó sao cho nó phù hợp với cách chạy của mình, cũng như là làm việc hết sức mình với các kỹ sư của Ducati để mà hiệu chỉnh chiếc xe. Hồi nãy thì Gigi Dalina cũng có nói là Ducati sẽ hỗ trợ hết mình cho những tay đua nào cầm lại một chiếc Desmo GP, thì không có lý do gì Marquez lại bỏ lỡ cơ hội đó. Marquez chỉ cần tập trung vào bản thân mình, cần tập trung vào những người xung quanh của mình để làm sao mọi thứ hòa hợp, mọi thứ làm việc cùng nhau là được. Còn những thứ mà thử đồ chơi hoặc là tham gia các buổi test gần như là Marquez không cần quan tâm, tại vì đó là chuyện của các tay đua Factory cũng như là những tay này quan trọng khác như là Martin hay là Franco Morbidelli. Các bạn thấy thế nào? Các bạn thấy là Marquez chạy chiếc GP23 có được không? Hay là Marquez phải chạy chiếc xe full factory GP24 thì mới có thể là nghĩ đến những chiến thắng và nghĩ đến những điều xa xôi hơn, chẳng hạn như là giành chức vô địch. Các bạn hãy để suy nghĩ của các bạn vào trong phần bình luận của video này nha. Và qua video này thì cũng chúc Marquez cùng team Gresini Racing có một mùa giải thật là hoành tráng 2024, cho dù phải chạy chiếc GP23. Và lý do như thế nào thì mình cũng đã phân tích từ đầu video đến bây giờ rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và các bạn cũng đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký, nhấn nút like video này để kênh YouTube Lê Quốc Khánh càng ngày càng phát triển, và mình sẽ làm nhiều video hay hơn nữa để phục vụ các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye!